Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức cụ thể để chúng ta cập nhật tài sản cố định. Trong phần tài sản cố định thì có mấy loại cập nhật kiểu này. Thứ nhất là chúng ta cập nhật số dư đầu kỳ của tài sản. Đấy, cái thứ hai là cập nhật mua mới tài sản. Rồi, cái thứ ba là cập nhật ghi giảm tài sản. Rồi. Ở đây có một số các cái trường hợp này, chúng ta sẽ làm lần lượt. Rồi là phần tính khấu hao, đúng không? Tài sản. Ở đây chúng tôi đã lấy một cái ví dụ là ở trong phần khai báo thì chúng ta đã làm quen với cái việc khai báo tài sản cố định như nào. Ở đây chúng ta đã khai báo sẵn một cái tài sản đây rồi. Ok các bạn nhé. Nó là một cái tài sản mà nó đầy đủ các cái thông tin. Giá trị của nó là 1 tỷ 2 và thêm 50 triệu tiền vận chuyển lung tung nữa. Rồi, ok các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào phần tài sản. Đặc trưng của cái phần này các bạn này. Khi mua mới, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái trường hợp là mua mới tài sản. Mua mới tài sản tức là khái niệm như thế nào gọi là mua mới, vì trong phần mềm nếu mà tính cả suốt cả cái khoảng thời gian các bạn thành lập công ty cho đến thời điểm hiện tại thì gần như lúc nào tài sản cũng là mua mới. Thế thì ở đây khái niệm mua mới ở trong này chúng tôi hướng dẫn cho các bạn chính là cái thời điểm các bạn bắt đầu cập nhật số liệu vào phần mềm. Đấy. Thì cái phần cập nhật thì bao gồm số dư dư vậy phát sinh. Thế thì cái số dư nó xác định từ cái thời điểm nào? Xác định từ cái thời điểm ví dụ chúng ta nhập vào phần mềm bắt đầu từ 01 01 2017 thì những cái tài sản trước đó được coi là số dư đầu và những cái tài sản phát sinh sau ngày tức là phát sinh từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017 thì được coi là mua mới. Như vậy trong cái phần mua mới này chúng ta làm như nào? Khi khai báo tài sản cố định ngày mua quyết định số dư hay là mua mới. Cái này ở trong phần khai báo danh mục tài sản chúng tôi đã có video hướng dẫn chi tiết rồi nhau các bạn nhé, quay lại đấy để xem cái cách thức thế nào. Thế thì ví dụ như ở đây chúng ta mua một tài sản vào ngày 15 tháng 2 2017. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy như này, có xác định là cái phương pháp tính khấu hao này. Hao theo đường thẳng là cái phương pháp mà gần như tất cả công ty đều sử dụng, nhưng không cái phương pháp lũy tiến thì nó cũng có rất ít trường hợp xảy ra. Thế thì ở đây trong cái tháng tháng 2 chính là cái tháng phát sinh tài sản, nó chỉ được tính khấu hao từ ngày 15 đến ngày 28 cho năm đấy. Và tùy từng trường hợp, những cái 4 năm thì cái tháng 2 có 29 ngày thì cái năm đấy phát sinh vào thời điểm nào thì nó tính theo cái thời điểm đấy. Vậy nên là cái giá trị khấu hao
một tháng đầu tiên nó nhỏ hơn giá trị khấu hao từng tháng. Cái này là quy định rồi các bạn nhá, không không, không có thắc mắc nhá. Thế thì trong cái trường hợp mà các bạn mà cảm thấy như thế này mà bảo thế này, bây giờ chúng tôi không theo quy định, tôi thích làm theo của tôi, thì các bạn có thể tự gõ vào khi chúng ta tính khấu hao. À, còn không thì mà phần mềm nó vẫn tính theo cái quy định thôi. Và những tháng sau đó thì phần mềm sẽ tính tròn tháng nhá, tròn tháng chứ không phải chẵn tháng, chẵn tháng tròn tháng đúng không? Chẵn tháng lại cứ tưởng rồi. Ok các bạn nhìn thấy không? Thế giờ tôi sẽ thực hiện thế này, các bạn vào phần tài sản cố định để thực hiện việc ghi tăng. À, trong cái ghi tăng này thì các bạn nhìn thấy này, à, có cái phần ghi tăng này, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ thêm mới một chứng từ, à, một chứng từ bằng cái phương pháp chúng ta là thêm mới một cái chứng từ, và các bạn lập này, phải lập lập chứng từ từ trong phần tài sản chứ không lập chỗ khác. Không phải là hôm sau các bạn dùng chứng từ chung, các bạn hạch toán rồi dùng ủy nhiệm chi, các bạn hạch toán rồi đến lúc dùng trường hợp là dùng cái chứng từ khác để thanh toán qua công nợ, rồi các bạn lại bảo là sao lại phần tài sản không tính được. Nó liên quan đến cái việc là sử dụng, à, nó liên quan đến cái việc là chuyển trạng thái của tài sản chưa dùng thành đang dùng để thì mới đúng không, thì mới tính được khấu hao. À, thế cái chỗ này là chúng tôi đã nói rõ trong cái phần khai báo rồi. Cái phần khai báo có một cái phần là trạng thái, để các bạn để ý chỗ đấy nhé. À, quay lại xem video của cái phần khai báo nhá. Chúng ta ví dụ như là chúng ta đưa vào cái khách hàng này, chúng ta mua của ông này, diễn giải là nhập mua tài sản, nhập mua tài sản đi. À, thì chúng ta mua vào ngày 15 tháng 2 đấy. Thế chúng ta phải chọn cái tài sản mà chúng ta đã khai báo là cái máy xúc này chẳng hạn. Chúng ta chuyển cái phòng này là nó tự động ở, chúng ta khai báo trong đấy rồi thì nó tự động đưa ra tăng cái tài sản này rồi. Ok, chúng ta đưa qua cái tài khoản công nợ. Thường thì cái giá trị của tài sản nó là rất lớn nên thì chúng ta chủ yếu theo dõi qua công nợ và sau đấy chuyển khoản trả ngược tiền lại cho người ta. Cái giá mua ở đây các bạn nhé. À, giá mua ở đây thì nó liên quan đến cái vấn đề này, liên quan đến cái vấn đề là chi phí nữa. Thì ở đây có một cái phần giá mua này thì đương nhiên là 1 tỷ 2 rồi, chúng ta đã khai báo trong đấy là cái giá mua rồi. Và ở đây có một cái phần nữa là chúng ta ghi cái hóa đơn nó vào 10%. Thuế là 120 triệu loại hóa đơn này, chúng ta khai báo đầy đủ lên bảng cái thuế các bạn nhá. Rồi ngày hóa đơn đây rồi, nhóm hàng hóa dịch vụ chúng ta khai báo vào. Nhóm hàng hóa dịch vụ đây có 4 mục các bạn này, theo cái quy định mới này. Nó có một cái phần là phần 4 là phần không phải tổng hợp trên thực khai, chúng tôi đưa ra ở đây để các bạn có những cái chứng từ hóa đơn đầu vào mà không tổng hợp trên thực khai, nó sẽ hiện ra ở một phần để các bạn có thể tiện theo dõi trong cái bảng kê. Khi cơ quan thanh tra kiểm tra đến nơi các bạn thì có những cái hóa đơn chứng từ, họ mới hỏi mình tại sao lại không đưa vào tổng hợp, thì là mình giải trình cho họ là cái hóa đơn này không không phải tổng hợp trên thực khai. Thế thì không phải tổng hợp thì làm gì? Thế những cái bảng kê của cái hóa đơn đây đâu, thì các bạn in trong bảng kê nó sẽ có phần này cho các bạn tách riêng ra để các bạn tiện theo dõi. À, chúng ta khai báo này đầy đủ rồi, bây giờ đến phần chi phí.
Chi phí này là bao gồm các cái chi phí vận chuyển bốc rỡ, phí trước bạ lung tung cả lên rồi các bạn cho vào đây để các bạn phân bổ nó. Ở đây ví dụ chúng ta làm là 50 triệu tiền vận chuyển. Đấy, chúng ta chọn phân bổ. Phân bổ thì nó sẽ tạo ra một cái chứng từ chung để chúng ta hạch toán. Thế thì ở đây là cái đơn giá thì nó đã đưa vào cái nguyên giá rồi các bạn nhé. Và nó tạo ra một cái chứng từ chung để chúng ta làm gì? Chúng ta hạch toán cái phần này. Thế thì ở đây nó liên quan đến cái vấn đề là cái ông mà ông bán máy cho mình ý, thì chưa chắc đã là cái ông vận chuyển. Có khi ông lại thuê một ông khác vận chuyển để người ta đưa cho mình một hóa đơn khác. Đúng không? Ông khác sẽ viết hóa đơn vận chuyển cho mình. Thế nhưng mà ở đây chúng ta vẫn ghi vào là đương nhiên là tăng giá trị tài sản lên rồi đúng không? Thế thì cái đối tượng này nó quyết định cái việc là mình thuê ông nào chuyển cho mình. Thế như lúc nãy chúng ta mua của ông khách hàng A2, H2 nhưng mà có khi ông khách hàng H1 ông là người vận chuyển cho mình. Thế thì chúng ta ở đây ví dụ như thế, chúng ta chọn ở đây đối tượng. Sau đấy thì các bạn nhìn thấy thì trong cái hóa đơn thuế này nó tự động gán cái tài khoản thuế rồi. Nhưng mà toàn bộ cái thông tin hóa đơn chúng ta kê bên phiếu nhập nó đưa sang đây cho các bạn để tiện để các bạn không phải đánh lại. Ở trong trường hợp mà cái hóa đơn này không phải là cái đối tượng đấy thì các bạn gõ lại với các bạn chọn cái đối tượng ở đây. Và đồng thời cái đối tượng khách hàng đây nó cũng thay đổi theo cái chỗ bên hạch toán của chúng ta đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó bê trực tiếp lên cho các bạn luôn, các bạn không phải đánh lại hóa đơn. Đấy, không lại cứ ra một cái chứng từ nữa là các bạn chúng tôi lại bắt các bạn lại đánh lại từ đầu cái hóa đơn đấy, cái kê thêm lần nữa các bạn lại bảo chúng tôi úi rồi phần mềm làm gì mà loằng ngoằng thế, đúng không? Thì cứ phải kê nhiều chỗ, đúng không? Thế thì ở đây như vậy là đã xong cái phần chi phí chúng ta lưu chúng ta đóng. Thế sau khi nhập xong cái này rồi thì chúng ta chọn lưu chứng từ. Đấy. Thế thì các bạn quay lại các bạn nhìn trong cái tài sản này, các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã được chuyển sang cái trạng thái đang dùng, nhìn thấy không? Rất rõ ràng. Và ở đây bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần khấu hao tài sản một tí nha các bạn nhé, xem qua thôi, tôi không không làm cụ thể vì tôi sẽ làm một cái video riêng về phần tài sản liên quan đến phân bổ thì các bạn nhìn thấy này, giá trị khấu hao của tháng này là cái giá trị khấu hao chúng ta kiểm tra lại một tí nhé. Số tháng đã sử dụng. Đó là thời điểm hiện tại. Enter bỏ qua hết nhé. Cái này chúng ta sửa lại cho nó chính xác. Đấy. Rồi chúng ta xem cái phần khấu hao tài sản tí. Đưa cho các bạn ra cái giá trị khấu hao 4 triệu 8 nhé. Chúng ta xem lại tí ở trong cái phần khấu hao xem là nó giá trị khấu hao một tháng là bao nhiêu. Một tháng là 10 triệu cơ mà. Đúng không? 10 triệu cơ mà. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy tại sao nó lại như thế. Tức là cái tháng 2 này nó chỉ khấu hao từ ngày 16 đến đến ngày 16 đến cái ngày 28 thôi. Thế là nó chỉ có 4 triệu 8. Thế chúng ta, ví dụ chúng ta ở đây chúng ta tính khấu hao thì cũng là nhìn thấy này. Đấy, rất là cụ thể. Đối tượng đầu chi phí là chứ khoản mục phí là chi phí chung chẳng hạn nhé. 154 các bạn phải có tài khoản chi phí nhá. Chúng ta làm trong cái đơn vị là sản xuất thì phải có. Đấy, chúng ta chọn cái tháng 3 xem nào. Tháng 3 nó ra như nào? Nó phải ra 10 triệu đúng không các bạn? Đúng không? Đấy các bạn nó nhìn thấy không? Tháng 3 nó sẽ tính đủ 10 triệu cho các bạn. Đấy, tháng 4 nó cũng tính đủ 10 triệu cho các bạn nhé. Không 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 liên quan đến cái vấn đề là gì cả, nhưng mà cứ đủ một tháng thì nó sẽ tính đúng bằng cái giá trị của nó. Thế cái phần khấu hao chi tiết tôi sẽ làm trong một cái video khấu hao riêng cho các bạn.